Xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Vâng, thưa các bác, thì hôm nay là chúng em về được ít, em xin lỗi, em dọn kho còn mấy chiếc vang cơ của BDCG mã là BC36 Pro. Đó thì em thành ý nhanh cho bác nào nhanh tay đặt hàng trước. Đó thì với con này thì cho chất âm như thế nào thì xíu nữa thì em sẽ test cho các bác. Thì đầu tiên thì em sẽ giới thiệu qua cho các bác. Nhất là về mặt đằng trước thì đây thì các bác có thể thấy là nó có 3 đường mic 1, 2, 3. Đó, và có volume. Volume đây là volume tổng cho từng mic một nhé. Đó. Và phần echo đây thì nó có delay, repeat, bass, mid chat. Đó, và echo tổng, các bác có thể vặn echo tổng đây. Còn đây là chúng ta có nút AUX1, AUX2 để chuyển AV. Đó, còn về phần mic thì em sẽ quay gần cho các bác. Về phần mic đây thì nó cũng cho phép chúng ta chỉnh bass, mid chat. Nhạc cũng vậy, bass mid chat và ba năng đây là cân bằng loa các nhé. Đó, và hai phím này là hai phím to nhỏ của mic và to nhỏ của nhạc. Cái viền trắng này là viền đèn led nhé các nhé. Khi các bác cắm điện vào thì nó sẽ hiển thị ánh sáng led lên cho các bác. Đó, và em sẽ tiến hành quay đằng sau. Đây. Đằng sau của nó đây thì nó có nút tắt nguồn này, cắm điện nguồn vào này. Điện này các bác cắm 220 cho em nhé. Đây người ta ghi rõ cho các bác này. Đó. Đây là chỉnh súp, cắm súp, đường ra súp. Đó. Volume súp này và cắt giải của súp này. Đó, chỉnh center. Đây là cái center, đây là cái nét bright. Đó. Chúng ta có đường AV AUX1 và AUX2 này. Đó, đây là chúng ta có thêm 3 đường mic này. 456 này. Đó, rất là nhiều đường mic nhá. Còn cái phím nhỏ này là phím khóa cho nhạc và khóa cho mic nhá. Đó, khóa cho nhạc và khóa cho mic. Đó, đây là nút này là chải chỉnh đằng sau, là ví dụ như các bác chỉnh hạn chế ở hướng 9 giờ. Đó, chỉnh hạn chế ở hướng 9 giờ nhạc chẳng hạn nhá. Thì mặt đằng trước này các bác vặn hết cỡ. Hết cỡ nó chỉ nên nhạc to đến 9 giờ thôi nhá. Các bác nhá. Đó, hết cỡ thì nhạc nó chỉ nên hướng 9 giờ thôi. Đó, đây là một cái rất là hay để phòng là các bé nhà mình là nhỏ nó không biết nó vặn quá công suất, hoặc là người khách nào đến là không biết là vặn quá công suất của các bác thì nó gây nên hiện tượng là có thể là nó sẽ bị cháy loa. Đó. Thì đó là một cái rất là hay là các bác có thể khóa đây, kể cả mic cũng vậy. Ví dụ mic mà các bác vặn về hướng 9 giờ thì ở phía trước. Đó, phía trước này các bác vặn to hết cỡ nó cũng chỉ nên được 9 giờ thôi, không thể to được hơn đâu. Đó, đó là một cái rất là hay, nó kiểu khóa như vang số ấy. Thế nhưng mà chúng ta ở đây là chúng ta có thể là khóa tay được, khóa cơ được các bác nhé. Đó, và tuy rằng những cái sản phẩm này là sản phẩm là chúng em là thanh lý nhưng mà vẫn còn nguyên tem các bác nhé. Nguyên tem. Đó, nguyên tem. Chưa hề đụng chạm bên trong. Đó, chưa hề đụng chạm bên trong nhé các bác nhé. Đấy, thì bây giờ thì em sẽ cắm thử vào để test cho các bác xem một cái chất nhạc nó như thế nào nhé. Vâng, thưa các bác, thì em cũng đã nắp đặt xong. Đó, em đã cắm từ con vang này xuống để công suất. Đó, và cắm được mic xong để em có thể là test thử cho các bác. Thì đầu tiên thì em xin phép là sẽ test thử cho các bác cái chất âm để nghe nhạc trước đã như các bác nhé. Đó, chất âm nghe nhạc. Các bạn nghe. Tiếng rất hay luôn nhá. Con này tiếng cực kỳ hay các bạn ạ. Và bây giờ thì em sẽ test tiếp chất mic cho các bạn nhé. Trong này kia đây là chuẩn bị cắm mic xong này. Đó. Đó, tiếng rất hay, trồng hú cực kỳ tốt các bác nhé. Được chưa ạ? Trồng hú rất tốt, tiếng ấy trồng rất hay. Con này echo cực kỳ mượt các bạn ạ. Đó, em vỗ thoải mái này. Không hề hú rít nhé.
Đó, đó là một cái điều mà bên em đang có những cái sản phẩm thanh lý rất là ngon bổ rẻ dành cho bác nào nhanh tay nhất. Và thì mọi chi tiết thì các bác liên hệ tới số 0978 503 822 để được bên em hỗ trợ, hoặc là các bác có thể gọi trực tiếp, hoặc là các bác có thể để lại bình luận bên dưới thì nhân viên bên em sẽ tư vấn cho các bác. Em cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thấy hay thì like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.